Tại PCM chúng ta nói rất nhiều về những cái bộ PC đẹp, những cái món đồ trang trí trong góc làm việc của anh em. Nhưng vậy còn những cái bộ PC xấu thì sao? Thì đây là những cái vỏ cây xấu nhất mà mình đã tìm hiểu được để mình có thể chia sẻ với anh em. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả PCM. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nói về những bộ PC xấu. Chúng ta cùng nhau bắt đầu tới cái vỏ cây này đi. Anh em bắt đầu hiểu cái không khí của video này đúng không nào? Thì đây là một cái vỏ cây đến từ nhà Asus, có cái tên là Vento 3600. Thì cái vỏ cây này nó được lấy cảm hứng từ những cái mẫu xe thể thao hồi bấy giờ. Chúng ta có những cái màu sơn của những cái màu sơn xe hồi bấy giờ này. Chúng ta có một cái form thiết kế nó cũng tròn tròn giống những cái mẫu xe thời bấy giờ này. Chúng ta có những cái hốc gió này, hay thậm chí là cái panel ở phía trên của cái vỏ cây này nó có thể mở ra giống như là cốp xe. Mặc dù ý tưởng của nó nghe rất là hay là thế, nhưng mà chúng ta phải công nhận với nhau một điều rằng là cái vỏ cây này nó chả nhìn giống xe một tí nào cả. Mặc dù mục đích của nó là giống những cái mẫu xe của những năm 2000, nhưng cái form thiết kế của cái vỏ cây này nó giống như được nặn bởi một đứa trẻ vậy. Thì cái phong cách thiết kế của cái vỏ cây nó không còn được ngầu nữa rồi, nó chỉ béo thôi. Chưa kể nha là Vento 3600 có 3 cái phối màu chính, đó chính là màu đỏ này, màu xanh dương này và màu xanh lá. Thì đây đều là những cái màu sắc rất là lòe loẹt và rất là sặc sỡ cho một cái vỏ cây PC. Có thể gu thẩm mỹ hồi xưa ấy, thì đối với cả những cái sản phẩm công nghệ chúng ta cần những cái sản phẩm màu sắc nó rực rỡ một tí. Nhưng mà đối với cái thời điểm hiện tại ấy, thì những cái màu sắc này thì chúng ta có thể gọi với một cái tính từ, đó chính là màu nó bị quê. Tóm gọn lại thì với cái ngoại hình này mình làm văn miêu tả như thế thì anh em cũng hiểu phần nào cái phong cách của cái vỏ cây này rồi. Và nhìn đi nhìn lại cái sản phẩm này thì mình cũng không biết là phải khen nó ở đâu cả. Chưa kể nhé là về cái tính hiệu quả của cái vỏ cây này nó cũng không thực sự được tốt. Khi mà mình đọc những cái bài review về những cái vỏ cây này của những cái người dùng hồi xưa ấy, thì họ đã nói rằng đầu tiên khi mà chúng ta mở cốp lên, mở cái nắp ở phía trên lên ấy, thì nó sẽ rất là ồn, nó cực kỳ là ồn luôn. Và tiếp theo đó chính là cái vỏ cây này mặc dù nhìn nó cồng kềnh như thế nhưng mà cái diện tích ở bên trong ấy nó rất là chật hẹp, thế nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng tản nhiệt của cái bộ máy. Rồi vậy thì vỏ cây này có xấu không? Xấu điên. Vỏ cây này có cá tính không? Không cá tính. Và vỏ cây này nó có thực tế hay không? Nó cũng chả thực tế nữa, thế nên là nó nằm trong danh sách lý do tại sao mà trở thành một trong những cái vỏ cây xấu nhất. Tiếp theo là Cooler Master CSX. Hồi xưa thì Cooler Master có cái dòng là CSX thì nó có tên gọi là Customized Size Experience. Thì nói chung ý, thì đây là một cái dòng mà Cooler Master họ sẽ vẽ những cái artwork lên cái vỏ cây của họ. Nhìn chung ý, thì chúng ta có rất nhiều những cái artwork khác nhau, nhưng mà có một cái đặc điểm chung của những cái artwork này là artwork nào nhìn cũng rất xấu. Ví dụ điển hình ở đây như là cái phiên bản Sparta Limited Edition. Mà nếu mà tôi sở hữu cái vỏ cây này mà tôi dẫn người yêu về nhà thì tôi cũng không biết phải ăn nói như nào với cả người yêu tôi mất. Nhưng cái vỏ cây mà mình cảm thấy nó độc đáo nhất và mình muốn chia sẻ nhiều nhất với anh em đó chính là cái vỏ cây Sagwagon. Thì với cái thiết kế này nó đang thiết kế dựa trên cái xe buýt của Volkswagen hồi xưa ấy. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái con xe buýt này nó nhìn giống cái con xe buýt được mang lên Photoshop xong rồi kéo lại một cách cẩu thả, nên nó chỉ nhìn kỳ cục mà thôi. Và nếu như tôi sở hữu cái vỏ cây này thì tôi nghĩ rằng là tôi không bao giờ có thể có được người yêu, tại vì không ai có thể thương được một cái người mà sở hữu một cái vỏ cây nhìn như thế này được. Tại vì đây không chỉ là một cái vỏ cây xấu, mà nếu như chúng ta nhìn cái vỏ cây này là một cái chiếc xe thì cái chiếc xe này nó cũng nhìn xấu luôn. Còn những cái phiên bản xe SX khác thì thì thôi, chả biết nói nào nữa, nó xấu. Ngoài ra thì cái tính hữu dụng của nó thì chúng ta cũng không phải đánh giá quá nhiều, chúng ta chỉ đánh giá vẻ bề ngoài thôi, tại vì nó cũng chỉ là một cái vỏ cây bình thường, một cái vỏ cây xấu bình thường. Tiếp theo sẽ là vỏ cây trong suốt. Hồi xưa thì chúng ta có cái trend ấy, đó chính là những cái món đồ nó sẽ được trong suốt để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được những cái món linh kiện bên trong. Đến bây giờ thì cũng có một vài những cái sản phẩm công nghệ cũng có một cái thiết kế theo kiểu như này. Nhìn chung thì những cái thiết kế của những cái món đồ công nghệ như này thì nhìn rất là ngầu. Tuy nhiên thì với một cái vỏ cây mà trong suốt hoàn toàn, nó lại là một câu chuyện khác. Tại vì đối với cả PC ý, thì đúng công nhận là chúng ta sẽ có hai mặt kính, ba mặt kính để có thể khoe được những cái món linh kiện bên trong. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải che đi một vài thứ. Cái thứ mà mình đang muốn chia sẻ ở đây đó chính là cái đống dây dợ. Nếu như các bác DJ các thứ gọn gàng thì với một cái vỏ cây trong suốt hoàn toàn như thế nhìn nó còn tạm được. Nhưng đối với cả những ai mà build PC giống như tôi chẳng hạn, tôi đôi khi tôi build PC tôi bị lười ý, thế là tôi sẽ ném các thứ dây dợ vào đằng sau của vỏ cây và sau đó đóng cái nắp lại. Tốt khoe xấu che. Mà kể cả đối với cả những cái trend gọi là những cái món đồ công nghệ trong suốt ấy thì nó cũng chỉ khoe ở những cái phần gọi là đẹp đẽ của nó ra thôi. Nhưng những cái phần mà kiểu bị dây dợ nó lằng ngoằng quá các thứ ấy, tất nhiên là chả ai khoe cái đấy đi làm gì cả. Hở thì cũng hở vừa phải thôi, bây giờ hở hết như thế cảm giác nó hơi bị trần trụi quá. Với những cái vỏ cây như này thì thực sự là cũng không có ai có thể liều lĩnh để sản xuất hàng loạt những cái vỏ cây nhìn như thế này cả. Chỉ có một vài những cái đơn vị sản xuất cây
custom theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ như là Shopside hồi xưa ấy, thì họ làm ra những cái vỏ cây này cho những cái khách hàng có một cái gu thẩm mỹ đặc biệt như thế. Thường thì những cái vỏ cây này sẽ được làm bằng chất liệu acrylic. Nếu mà làm kính thì nó dễ vỡ quá, cũng như là va chạm một tí thì nó cũng gây ảnh hưởng đến những món linh kiện bên trong. Thế nên acrylic là một cái chất liệu cảm thấy nó an toàn hơn. Và cách thức hoạt động của cái vỏ cây này nó cũng sẽ giống như những cái vỏ cây bình thường, nó không có vấn đề gì cả, nó hoạt động một cách bình thường. Nhưng cái điều khác biệt đây là nó sẽ nhìn xấu hơn một cái vỏ cây bình thường. Với những cái vỏ cây trong suốt hoàn toàn như thế thì mình đã nghiên cứu ở trên mạng và mình thấy được rằng là không có cái vỏ cây nào nó nhìn ra hột cả. Và đó cũng chính là cái lý do tại sao mà đối với cả những cái vỏ cây PC thì người ta cũng chỉ làm khoảng 2-3 mặt kính thôi, chứ chả ai đi làm gọi là 6 mặt kính cả. Rồi, vỏ cây tiếp theo sẽ là vỏ cây Oxen của Lianli. Mình nhớ Lianli hồi xưa làm ra khá là nhiều những cái mẫu vỏ cây Oxen, nhưng mà mình sẽ đưa ra một gương mặt đại diện, đó chính là vỏ cây PC777B Snail. Thì đây ban đầu là một cái phiên bản đặc biệt khi mà Lianli tạo ra một chiếc vỏ cây nhằm ăn mừng kỷ niệm 20 năm của Lianli. Công nhận ý thì cái vỏ cây này nó độc đáo thật, nhưng mà ngoài cái việc là nó nhìn rất là kỳ cục đi thì nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Việc làm cho mình một cái vỏ cây tròn như này nó sẽ tốn khá là nhiều diện tích và nhìn cái vỏ cây nó cực kỳ là cồng kềnh. Đặc biệt hơn, nếu như chúng ta muốn lắp những cái món linh kiện ở bên trong cái vỏ cây này thì chúng ta khó có thể lắp được. Tại vì nếu như bây giờ chỉ cần lắp một cái GPU to hoặc là anh em chỉ cần đi nước bên trong thôi thì nó là một cực hình khi mà chúng ta cố nhồi nhét linh kiện vào cái vỏ cây đấy. Đặc biệt hơn là với một cái vỏ cây nó nhìn tròn như thế thì chúng ta cũng rất là khó để có thể trang trí vỏ cây này hơn. Ví dụ như nếu như các bác muốn đặt đồ ở trên cái vỏ cây của chúng ta thì sao? Thế lúc ấy chúng ta khó có thể đặt được những cái món đồ trang trí lên đấy được. Và đặc biệt hơn, nếu như anh em có một cái vỏ cây nhìn nó tròn tròn, nó xoắn ốc như thế ở trong nhà thì nó sẽ rất là quẻ so với cả những cái món đồ công nghệ khác như là màn hình máy tính cũng vuông vuông. Thế nên nó cũng rất khó để có thể trở thành một cái món đồ trang trí trong gia đình được. Cũng may là bây giờ Lianli cũng đã khác, họ làm những cái vỏ cây nhìn nó tối giản hơn, nhìn nó đẹp đẽ hơn, chứ không phải là như những cái sản phẩm hồi xưa nữa. Rồi, cuối cùng thì chúng ta cùng nhau đến với cả G-Pack 412. Màu nào cũng thế, màu black hoặc màu xám cũng đều như nhau cả. Thì trước khi chúng ta có một cái thuật ngữ là vỏ cây bể cá thì G-Pack 412 chính là cái vỏ cây bể cá luôn. Cái vỏ cây này nó sinh ra để tạo cho chúng ta một cái không khí giống như là một cái bể cá thực thụ khi mà chúng ta có một cái mặt kính để có thể sâu được những cái món linh kiện bên trong. Hồi xưa thì không có nhiều những cái vỏ cây mà có khả năng sâu linh kiện như bây giờ. Nhưng cái điều khiến cho cái vỏ này nó đặc biệt bể cá đó chính là nó sẽ có hai cái thanh LED tạo ra một cái cảm giác giống như là có bong bóng ở phía bên trong ấy, và nó sẽ có một cái màn hình để hiển thị thông số. Tất nhiên khi mà chúng ta đang nhắc tới cả G-Pack 412 thì nó có rất nhiều những cái yếu tố để trở thành một cái vỏ cây hiện đại. Ví dụ như là sâu những món linh kiện bên trong, có đèn LED này, có màn hình này. Tuy nhiên cái điều khiến cho cái vỏ cây này ấy, nó xấu đó chính là nó là một cái sản phẩm nằm giữa cái việc cả cổ điển và hiện đại. Đối với cả những cái case cổ điển ấy thì nó không thiếu những cái case nó rất là classic mà khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hoài niệm khi mà sử dụng những cái sản phẩm đấy. Tuy nhiên thì đối với cả G-Pack 412 ấy thì nó đang cố gắng trở nên hiện đại nhưng mà nó không tới. Thế nên là nó sẽ thành một cái sản phẩm nhìn rất là thập cẩm. Thế nên để cho anh em dễ dàng có thể tưởng tượng cái phong cách đi thì nó sẽ giống như là bây giờ anh em sẽ đội snapback ngang này, xong rồi đeo rất nhiều vòng màu sắc xong rồi ra đường. Đấy. Thì nó cũng sẽ giống là như thế. Rồi thì đó là một vài những cái vỏ cây mà mình thấy nó xấu điên xấu đảo mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Thì không biết anh em nghĩ sao về những cái vỏ cây này? Anh em hãy để bình luận dưới phần comment nha. Nhớ like, share video và đừng quên subscribe kênh YouTube của PCM. Mình là Dũng Eo Vì và mình sẽ gặp anh em trong những video sau. Tạm biệt anh em.